Hôm nay là ngày mùng 3 Tết của người Khoe, là cái ngày chủ yếu để bà con người ta làm lễ cầu siêu, cầu siêu cho những người làm phúc. Đây là chùa Tu Sổ Phi, là chùa trên cái hình dưới. Đến bữa nay vô đây quay cảnh tắm Phật. Rồi, để đâu? Cho Châu anh thêm đó rồi, cho lên đâu, cho công an coi. Thank you.
sư cơm đồng vừa tới bà con bây giờ mâm mâm như người ta xuống nhà chiều một giờ có dài dài nghe hả cảm ơn chị các sư ăn xong rồi đó, các bà con dọn xuống, bà con dọn xuống rồi mới xuống nhau lại. Thất ở trong chùa đây là bà con ở đây thì phụ nữ nữa bà con phụ nữ mà đó rồi khi mà sư tụng kinh xong sư các sư ăn cơm xong rồi rồi tới bà con đây có dọn lại ra ăn cùng với nhau.